thịt gà thơm ngon, da vàng, giòn, béo. Trộn tương xì dầu, thêm chút hành phi thơm, lạc, rau mùi, ăn cùng phở hay nộm bắp cải thái sợi. Phở gà trộn hay nộm gà bắp cải là những món ăn không chỉ ngon mà còn phù hợp trong những ngày hè nắng nóng. Cùng với phở bò thì Cương thấy là ở Hà Nội ấy, thì cái món phở gà cũng được rất nhiều thực khách yêu thích. Và cái món phở gà này nó hay ở chỗ là trong những ngày nắng nóng thì mọi người có thể không phải ăn phở gà nước nữa mà có thể ăn những cái món trộn, nó cũng rất là hay. Và hôm nay thì Bình Dương Ăn Gì sẽ giới thiệu với mọi người một quán phở gà có cái món phở gà trộn ở ngay giữa lòng phố cổ, rất là ngon và hấp dẫn. Cương thấy rằng là phở gà là một món ăn dễ làm nhưng mà để mà ngon thì vô cùng khó. Đặc biệt là với những ngày hè nắng nóng như thế này thì được ăn những cái bát phở trộn này hay là nộm gà ấy, nó vừa là một món ăn dinh dưỡng nhưng lại cũng lại giúp cho mình ăn phù hợp với cái thời tiết nắng nóng này. Phở nước hay là phở trộn thì Cương nghĩ là cái nguyên liệu chính ấy là gà. Bao giờ nó cũng phải là cái điểm nhấn của bát phở, đúng không? Gà đây mọi người có thể thấy là chị chọn những cái phần thịt gà rất là thơm ngon, da thì bóng, vàng. Và cái phần thịt ấy thì nó lại rất là mềm. Và với món nộm gà mà ngày hôm nay Cương với Phương thưởng thức ấy, thì Phương cũng thấy rằng là nó cũng đặc biệt hơn so với cái nộm gà mình hay biết. Thông thường thì Phương hay ăn nộm gà thì mình sẽ trộn cùng với cả rau thơm, rau mùi, một chút hành tây. Thì ở đây nộm gà họ lại làm với cả bắp cải được thái sợi rất là nhỏ, kết hợp cùng với cả rau thơm, thịt gà, ngoài ra còn thêm cả lạc nữa. Và đặc biệt là cái nước trộn gà đây, độ gia giảm các gia vị ở trong đấy nó rất hòa quyện vào với nhau. Sau một lúc mình trộn đều lên các cái gia vị và nước trộn nó ngấm vào rồi thì bắp cải ăn nó vẫn giữ được cái độ giòn này. Gà đây thì có cả thịt đùi này, thịt lườn và thịt cánh ở trong bát nộm gà này, nên là với bất kỳ ai mà ăn thì chúng ta cũng có thể tìm được cái loại thịt mà mình yêu thích. Phở trộn đây thì Cương thấy là cũng rất là nhiều cái nguyên liệu rất là quen thuộc thôi. Hành phi này, lạc này, rau mùi này. Đặc trưng nhất của nước phở trộn đó là cái phần nước tương ấy. Mỗi hàng sẽ có một cái bí quyết riêng. Cái nước tương ở đây chị ý gia giảm rất là vừa, không bị đậm quá mà nó lại còn vừa đủ độ ngấm vào cái thịt gà ấy, ăn nó rất là thơm. Và một chút cái béo béo của da gà nữa, nó càng làm cho cái món phở trộn này thêm phần hấp dẫn. Và khi ăn phở trộn ấy thì chắc chắn là không thể thiếu một cái bát nước phở gà, đúng không? Và Cương chắc chắn luôn là cái phở gà nước ở đây cũng sẽ rất là ngon, vì mọi người có thể thấy cái phần nước dùng này rất là trong thanh nhưng mà nó có một cái độ đậm đà vừa phải, ăn rất là vừa miệng. Gà nhà mình là cũng được chọn, gà là thịt phải dai, mềm và có mùi thơm, da phải giòn. Gọi là gà ta nhưng mà gà có đẻ trứng. Nhà mình thì cũng có nhiều món nhưng mà cũng đặc trưng là cái món phở trộn. Và mùa hè thì có thêm cái món nộm gà. Thì cái phở trộn này là mình có cái công thức riêng, đó là cái nước trộn bằng maggi. Ngoài ra có thêm những cái gia giảm để phù hợp với lại cái khách khó tính. Còn nộm gà là nộm bắp cải chua ngọt. Rất là dễ ăn cho cái mùa hè này. Một bát phở gà trộn hay là nộm gà trong những ngày hè nắng nóng thì đó sẽ là một cái lựa chọn rất là tuyệt vời. Nếu mọi người đang băn khoăn là trưa nắng nóng như thế này thì nên ăn gì, đúng không? Thế nên mọi người đừng quên rủ bạn bè hay là người thân của mình đến đây để thưởng thức nhé.